Hello, chào bác, chào anh em nhé. Thì nay lại lại tìm ra cũng rất là nhiều những cái linh kiện này, như là khớp xếp 1000 này, van này. Thì nay em làm video cái khớp xếp nhé. Khớp xếp 1000 thì đây, khớp mới thì em đóng ở trong một túi bóng này. Đấy, trước khi gửi thì là em sẽ test test ok thì mới gửi nhé. Đấy, khớp xếp 1000 dùng cho anh em chơi FX. Bác nào mà đang chơi FX như ví dụ như là FX quy sói này, quy K2 này, thì anh em dùng cái khớp xếp 1000 này. Hơi ồn tí thì vì trong kho nó lắm, thì em sẽ tắt cái quạt đi nhé. Đấy, tắt cái quạt cho nó im ắng, làm video cho nó dễ. Khớp xếp 1000 của bên em là khớp xếp phiên bản chống xì đầu ti xả nhé. Ở cái phiên bản này thì em đã thay cái lò xo bên trong nhé. Thay lò xo bên trong rồi, nó đàn hồi rất là tốt và nó cực kỳ là ok anh em nhé. Đấy, khớp Z 1000 phiên bản chống xì đầu ti xả. Khớp mới vẫn là 450 nhá. Thì em thấy là những khớp này, là những khớp đây, là nó cũng cái này như là những cái để làm video đấy. Đấy, làm video đây. Làm video lên thì là nó cũng hơi cũ một tí nhá. Đây có cái cũng xước sát này. Thì em sẽ thanh lý giá rẻ cho anh em. Đây này. Đấy thì những cái này thì em cũng không biết là có đấy, thì em sẽ trước khi gửi đi ấy là sẽ test nhé, test cho nó chống, cho nó tránh tình trạng xì sọt thì mới gửi. Đấy, còn những cái van này thì để những cái video sau nhé. Đây, những cái đồ này để những cái video sau làm video. Hôm nay có khớp xếp có 2, 4, 5 cái. 5 cái này thì đây cũng là đây, chắc chắn là 5 cái này là để làm video từ ngày xưa rồi. Ngày xưa là làm video ấy, video thì nó có cái xước sát thì nó thành đi giá rẻ cho anh em là 5 cái này. Còn đây nhá, hàng mới này. Trước khi gửi là sẽ test cho anh em nhé. Cái này thì nó sẽ cái ti này nó sẽ hơi dài nhé. Anh em làm mà có nhu cầu thì sẽ cắt đi tầm đủ là 2/3 cái ti này. Anh em về lắp đấy, đập cực kỳ là khỏe luôn. Đây này, cái phiên bản này đã thay thế là cái lò xo rồi anh em nhé, thay thế lò xo rồi các bạn nhé. Đấy, ok chưa anh em? Còn đây, những khớp này thì em sẽ bán này. Cái này là 450 này, mới là 450. Còn những cái cũ này thì bạn sẽ bán cho anh em là 250 nhé. 250 thì em sẽ test cho anh em xem cái nào nó được thì là gửi. Đấy, còn là 5 cái nhé. Đấy, thì cũng sẽ gom những cái đồ mà em sẽ gửi, sẽ xem là thanh lý giá như thế nào hợp lý thì sẽ báo cho anh em. Ok chưa anh em? Rồi, một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào anh em nhé, hẹn anh em vào những video tiếp theo.